Yo, what's up và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cần TV đây nha. Và ngày hôm nay, như rất là nhiều bạn fan đã yêu cầu mình, bảo mình là: anh Phong ơi, anh hãy ra vlog nhiều vô, bọn em thích xem vlog lắm, anh làm nhiều vlog vô. Cho nên là ok, nếu như bạn thích thì mình sẽ làm vlog cho bạn xem. Nhưng mà mình nghĩ mãi, mình nghĩ hoài, mình vẫn chưa biết là mình sẽ phải làm vlog về cái gì đây. Thì có một bạn comment là: anh Phong ơi, anh hãy làm về một ngày của Phong Cận đi. Bởi vì vậy cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chiều theo ý của mấy bạn fan. Mình sẽ mỗi tuần có một vlog vô cùng đặc biệt, đó chính là Chủ nhật cùng Phong Cận. Yeah, nói chung là nghe cái tên thì chắc các bạn cũng hiểu rồi đó. Đó chính là ngày Chủ nhật mình làm những cái gì thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem, làm vlog luôn, ok? Yeah. Thật ra là nó cũng hơi nhạt, cũng không có gì đặc biệt hết trơn á. Nhưng mà thôi, mấy bạn thích thì mình sẽ làm cho các bạn coi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với công việc đầu tiên mỗi khi buổi sáng thức dậy, đó chính là đi đánh răng, rửa mặt, súc miệng nha. Ok, đi thôi. Mỗi buổi sáng khi mà mở cửa bước ra ngoài thì điều đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy đó chính là bé Đậu. Yeah, hello bé Đậu nha. Hello con. Rồi sao bị nhốt rồi? Cái này là lần trước là bé Đậu quậy quá mấy bạn. Bé Đậu đi ị xung quanh nhà, đầy nhà luôn. Cho nên là Sammy quyết định là mua cái chuồng này về để bỏ bé Đậu vào bên trong đó. Đây là bé Đậu đang bị phạt nha các bạn nha. Phạt vì cái tội ị bậy nè đó. Cho nên là bị phạt nhốt vào trong chuồng luôn. Thôi không cho ra ngoài đâu. Lần sau là không có ị bậy trong nhà đó nha. Ị bậy trong nhà là mẹ Sam nhốt vô chuồng nữa đó. Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đi đánh răng rửa mặt, sau đó là mình sẽ lấy đồ ăn cho Đậu và mình sẽ nấu buổi sáng cho mình. Ok. Bình thường á là mình sẽ cho Đậu ăn cơm với lại pate, nhưng mà bởi vì ngày hôm nay là hết cơm rồi cho nên mình sẽ cho Đậu ăn hạt với lại là pate nha. Nhà của bọn mình luôn có một cái muỗng bé bé như thế này nè các bạn, đây chính là muỗng của Đậu nha. Rồi trộn lên cho Đậu. Đây đồ ăn của Đậu đây. Còn cái này là nước của Đậu. Đó, ăn đi. Sau khi đã nấu ăn cho Đậu xong rồi thì bây giờ sẽ tới lượt mình sẽ nấu một bữa sáng cho mình và Sammy, sau đó mình sẽ rủ thêm Sim với lại Kai xuống ăn chung luôn cho nó vui nha các bạn. Để coi ngày hôm nay mình sẽ nấu món gì đây ta. Ở đây thì mình thấy là có rau salad nè các bạn. Wow, và có cả bắp cải. Hôm nay mình sẽ nấu món canh bắp cải đi. Và ở đây thì mình có thịt heo và thịt gà. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ làm món cánh gà chiên nha các bạn. Mình không biết là ở đây có bạn nào giống như mình hay không, nhưng mà ngày xưa là mẹ mình chỉ cách để canh nước khi nấu cơm á, là mình sẽ dùng ngón tay của mình nè. Mình nhấn xuống cái đây, mình thấy nước nó hơn cơm một đốt tay, có nghĩa là đã đủ nước rồi. Kiểu kiểu vậy, không biết ở đây có bạn nào giống mình không á. Ok, hơn một đốt ngón tay. Rồi bây giờ thì cắm cơm thôi. Ok, bây giờ bước tiếp theo thì mình nghĩ rằng là mình sẽ đi rửa thịt nha các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn gà chiên nha mini. Đậu muốn ăn gà chiên không? Ăn không? Ăn gà chiên không? Ăn gà chiên ha? Ăn gà chiên nhé. À mà quên nữa, có một câu hỏi mà bạn fan rất là hay hỏi mình, đó chính là tại sao lúc nào Phong cũng đeo tai nghe vậy. Đây nè, mình đang đeo tai nghe nữa bạn. Thì thật ra là cái lý do mà mình hay đeo tai nghe là bởi vì là mình thích nghe nhạc các bạn ạ. Mình đi ra ngoài đường mình cũng nghe nhạc, mình nấu ăn mình cũng nghe nhạc, thậm chí là mình đi ngủ mình cũng nghe nhạc các bạn ạ. Nên là mình rất là hay đeo tai nghe, mà tai nghe này của mình là tai nghe kết nối được với điện thoại á. Nên là mình ra đường thì mình cũng đeo tai nghe luôn. Chính vì vậy cho nên có nhiều bạn bảo mình là: ủa sao ông này đi đâu cũng thấy đeo tai nghe hết vậy. Mình đang nghe nhạc của Sếp Tùng các bạn ạ, bài mới của Sếp Tùng đó. Vậy thì anh xin chết thì người anh thương, có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương, đừng làm trái tim anh đâu. Hôm nay mình sẽ nấu thật là nhiều thịt luôn để cho Simmy, Sammy với Kyron ăn đã đời luôn. Ui cái cục thịt này mỡ nhiều thế, quá trời mỡ luôn. Nhìn thôi thấy tăng 10kg rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ nấu nước để mình luộc thịt lên trước để tránh trường hợp là thịt sẽ bị sống mấy bạn à. Không hiểu sao mấy lần mình nấu ăn đó bạn, mình nấu rất là hay bị sống thịt nha các bạn nha. Thịt cứ bị sống hoài luôn, mặc dù là mình đã bỏ vô nồi chiên không dầu, mình chiên kỹ lắm rồi nhưng mà không hiểu sao nó vẫn sống. Nên là thôi, luộc lên trước cho chắc ăn. Trong lúc chờ nước sôi thì mình sẽ bắt đầu cắt bắp cải ra để nấu canh. Nước sôi rồi nên là cho thịt vào nha. Cho thêm một chút xíu muối vào. Rồi bây giờ đến giờ thả Đậu cho Đậu ra ngoài chơi rồi. Đậu bị nhốt nguyên buổi tối rồi, biết lỗi rồi đúng không? Rồi đi chơi đi con, đi chơi đi. Chạy đi. Tao bắt ngươi, tao bắt ngươi khỏi gì đâu.
hồi tôi là thịt nuôi. Thịt đậu luộc trắng mắm đen. Thịt đậu luộc trắng mắm ơn. Con này thích chơi với mình vậy đó bạn. Thì trong lúc ngồi đợi thịt chín á thì mình sẽ ngồi lướt lướt mạng xã hội xíu để rep comment của mấy bạn fan, với lại là đọc của mấy bạn fan dạo này comment cái gì, có cái thử thách gì hay không để mình thực hiện thử thách của mấy bạn. Cho mấy bạn đừng quên là comment xuống dưới đi mình đọc nha. Ok, comment nào của mấy bạn mình cũng đọc hết trơn á, chẳng qua là bởi vì là mình không thể nào mà mình có thể rep hết được thôi, nhưng mà comment nào của mấy bạn mình cũng đọc hết trơn á. Sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ thịt vào. Ngon nha mấy ní. Mình thì mình chỉ đang nấu ăn theo cái công thức của mình thôi, cho nên là có thể mình sẽ nấu sai một cái đoạn nào đó nên mấy bạn thông cảm nha. Miễn là mình thấy nó ngon là được rồi. Chứ bình thường người ta nấu á là người ta phải cho thêm hành nè, cho thêm tiêu nè. À tiêu tiêu, có tiêu, có tiêu đây. Tiêu đây. À không, tiêu là phải để cuối cùng đó. Khi nào nấu xong rồi rắc tiêu lên nó mới ngon. À ok. Nồi canh thì coi như đã xong rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đến với phần gà chiên của chúng ta. Thì ở đây mình đang có nước sốt và một tô thịt gà luôn. Mình sẽ ướp thịt, sau đó là mình sẽ bỏ vô nồi chiên không dầu để mình chiên lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xếp thịt vào bên trong nồi chiên không dầu và bỏ vô chiên, thế là xong. Rồi bây giờ bỏ vô nồi chiên không dầu thôi. Rồi chiên. Rồi xong rồi, xin giới thiệu với mấy ní, đây chính là bữa cơm mà do tôi nấu nha. Đầu tiên chúng ta ăn cơm là phải có cơm tất nhiên rồi. Gà chiên nè, canh nè, ở bên đây là mình có đặt thêm một vài món ăn kèm về nữa. Và có trứng, à, ngon đúng không mấy ní? Ê vô vô, tới liền. Yo, what's up man? Yeah, mời vô. Rồi quá sức. Mời vô. Hôm nay là mình có nấu cái món là thịt gà chiên á, rất là ngon luôn. Cùng với là canh này là canh gì canh cải. Canh bắp cải. Canh bắp cải. Không biết luôn là sao ta. Lúc nhỏ mẹ mình chỉ mình nấu món này á. Đây mình bới cơm mọi người ăn nha. Tuyệt vời á. Cái này chắc mua thêm đúng không? Sao mà nấu hai canh được? Cái canh chua này là mình mua thêm, tại mình biết là Kairon thích ăn canh chua. Có đâu, mình thích ăn canh khoai mờ mà. Tại vì mình biết Sammy thích ăn canh chua. Wow. Đúng không? Tuyệt vời. Ăn hết một chén nha. Ăn thì cho nó ngon, nó khỏe, nó đẹp, nó mập. Mẹ xin ăn ít đúng không? Đúng rồi, nè, ít thôi, để cây cầm đi. Đó, được rồi, đây. Thôi đó. Cơm cho mèo à? Rồi, xin đi mà. Rồi, mấy bạn chấm cho bữa cơm của Phong nấu bao nhiêu điểm nè? 10 điểm. 10 điểm hả Sam? Xin mấy điểm đi. 8 điểm. Điểm rồi. Sao 8 điểm vậy? Rồi nấu ngon vậy, phải 10 điểm chứ. Cay nấu ngon hơn. Cay bữa nào tổ trai thử. Đúng rồi. Mấy bạn nhớ nha, là Kairon bảo là Kairon sẽ nấu ăn nha. Cho nên bạn hãy nhớ là bữa nào mà Cay up clip nấu ăn nha. Để coi. Không biết là chắc phải năm sau mới thấy á. Tự nhiên thấy Cay đặt đồ ăn gì đây. Cái cánh gà nhìn ngon thực sự luôn á mấy bạn. Ăn gì vậy? Mọi người thấy bữa cơm hôm nay của mình nấu như thế nào ạ? Đúng rồi. Ngon không xíu? Ngon, rất ngon. Dạ, ok. Nói chung á là hôm nay là mình nấu cơm là từ sáng đến tối luôn nha các bạn nha, tối luôn. Tại vì bọn mình sẽ làm việc đa phần là vào buổi tối, bọn mình sẽ làm đến tầm 3-4 giờ sáng bọn mình mới đi ngủ lận. Cho nên là bọn mình sẽ dậy vào lúc 1 giờ chiều đó, cho nên là nấu ăn có bữa ăn thôi là trời tới thui luôn. Ok, còn bây giờ thì ăn uống nó say rồi, thì bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi quay video. Nói chung là công việc hàng ngày của bọn mình phải là quay video, cho nên là mình sẽ đi quay video nha. Ok, rồi đi thôi. Yo, what's up và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV. Và kế mình chính là Sammy Đào. Yeah, ngày hôm nay như bạn đang nhìn thấy ở trên bàn rất là nhiều bánh kẹo luôn mấy bạn ơi. Nhưng có một điều rất là đặc biệt, bạn biết gì không? Đó chính là đây là những món bánh kẹo thời tuổi thơ đó. Tôi cá chắc rằng là tuổi thơ của rất là nhiều bạn, những cái bạn nào mà sinh năm gọi là 2K3, 2K4 hoặc là giống như tôi là 2K1 nè, chắc chắn là sẽ có tuổi thơ về những cái bánh
kẹo này nè đó. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay tôi muốn Sammy vô để cùng review bánh kẹo với tôi, được không? Bánh kẹo tuổi thơ. Wow, cái kẹo này tuổi thơ luôn á nha. Hình con cá sấu mấy bạn ạ. Wow. Rồi Phong sẽ lấy con thỏ đi. Vô, yeah, vô. Rồi vô. Vì tuổi thơ luôn á. Cái vị này đúng vị tuổi thơ luôn á. Ê ngon chứ gì. Nhưng mà nó nhiều đường. Cái này lúc nhỏ thích ăn lắm luôn mấy bạn. Nhưng mà giờ lớn rồi là cũng không thích lắm. Tại vì nó nhiều đường quá. Ngon quá. Ngon mà thôi, sao không được ăn nhiều đâu, ăn nhiều đường quá không tốt phải không? Rồi như đây thôi, ăn như đây thôi. 10 điểm. Đây, giới thiệu các bạn. Mì tôm trẻ em. Đúng rồi, cái này là mì tôm trẻ em. Ngày xưa mình còn gọi nó là mì con mèo các bạn ạ. À. Đó, mì con mèo. Mình chỉ biết là mì tôm trẻ em hồi xưa rồi. Như sinh 1-2 ngàn đúng không? Ui. Cái bịch này nhìn đúng tuổi thơ luôn các bạn. Ngày xưa là có hình như là 2.500 một bịch đúng này rồi, các bạn ạ. 1.500, 2.500. Đó, xin mẹ, xong mẹ cho. Xong rồi ra tiệm tạp hóa mua. Đúng rồi, đúng trời rồi ơi, ăn. À, mở ra thử coi. Nhạt hơn lúc trước rồi. Ừ, hình như lúc trước nó ngọt hơn, còn bây giờ nó mặn hơn hay sao á. Ngày xưa bọn tôi mua cái mì này các bạn biết không, bọn tôi còn chơi thêm cái trò là lấy cái bịch bánh tráng các bạn, đổ thêm cái mì này vô bánh tráng trộn lên ăn. Đó, hơi bị ngon luôn á nha. Rồi, đến cái này mới đặc biệt nè Sam. Đây. Trời ơi. Mấy bạn biết cái này là gì không? Cái này là cái keo, người ta ngày xưa mình gọi là keo bông bóng hay keo sao á. Keo thổi bông bóng. Keo thổi bông bóng nha. Cái này chơi hơi bị vui luôn á. Cái Sam này là ai? Thi coi ai là người thổi to nhất. Đó. Thôi bây giờ Phong với Sam thi đi, coi ai là người gọi là thổi được cái bông bóng bằng keo này to nhất. Ok, chơi luôn. Ok. Ơi, người nào thua là sẽ bị búng lỗ tay. Ok. Đây, mình sẽ bóp nó lại thành cây giống cây kẹo mút vậy nè các bạn. Đó. Đây, quả của tôi nè. Sao quả tôi thổi nãy quả giờ? Quả tôi nè bạn. Trời ơi, quả của tôi bị lủng lỗ rồi. Quả ông như trái bò, gì vậy, trái bí đỏ vậy, tôi ép trái tim nè. Ờ, tính ra quả tôi to hơn quả của Sam hay Sam? Mà cái tôi to hơn. Ủa, cái của ai to hơn, của tôi hay của Sam to hơn ta? Tôi là trái tim nè, tôi hình trái tim nè, Phong nhìn nè. Ủa? Đây, trái tim nè. Bông bóng của Sam hình trái tim luôn hả? Rồi, bây giờ chúng ta đến những cái món cũng vô cùng đặc biệt luôn. Đó chính là trứng khủng long. Ủa, từ ngày xưa là Sam còn nhỏ là có mấy trứng khủng long này không? Tôi không bao giờ, không biết. Không có hả? Còn tôi là ngày xưa là ở dưới quê tôi là sẽ có mấy trứng khủng long như thế này các bạn. Nhưng mà cái trứng nó nhỏ xíu rồi, chứ nó không có to được như thế này. Trứng này là trứng trứng sô cô khổng lồ á. Đúng rồi, không biết là bên trong nó sẽ có gì đây. Ngày xưa là hình như một quả thế này là 30.000 các bạn ơi. Lấy màu xanh đi, tôi lấy 30.000 một quả như thế này. Ngày xưa đi học là 30.000 một quả. 30.000 quả nhỏ hả? Không, quả to to cũng cỡ này nè. Nhưng mà phải nhà giàu lắm nha. Đúng mới rồi. Mua được á. Hồi xưa là 5-10 ngàn là mình đi ăn sáng, xong rồi dư 1-2 ngàn mình đi mua đồ vặt thôi. Ngày xưa tôi đi học là có 5.000 là nhiều lắm rồi đó. Cho nên là mấy cái quả này là chỉ có con của nhà giàu, đại gia rồi mới mua được thôi. Rồi, để xem coi bên trong của nó sẽ có gì nha Mini. Quá trời kẹo mút luôn. À, bên trong đây chúng ta sẽ có một con khủng long. Wow, à tặng kẹo mút xong rồi chặn khủng long. À, vậy là ở bên trong cái trứng khủng long là sẽ có con khủng long. Ôi, nhưng mà con này là con rồng mà. Con rồng. Ủa, con này là con rồng mà, đâu phải khủng long đâu. Gì kỳ vậy? Phải không? Sao trong quả trứng khủng long là lại tặng con rồng chứ phải con khủng long là sao? Gì kỳ vậy? Rồi, giờ đến tôi bắt quả này nè. Rồi, quả màu hồng của Sam có gì nè? Có khủng long hồng không ta? Không biết nữa. Rồi, ok. Đúng rồi, hay quá. Rồi. Rồi, trong là gì? Ủa, con khủng long màu bí cam. Đỏ à? Con khủng long màu cam. Khủng long bí đỏ. Trời ơi, mà cũng tặng kèo mút luôn nha bạn. Trời à, vậy cái này là, cái nghĩa là cái này nó kiểu random á bạn. Mà kiểu sẽ trúng được một con khủng long hoặc là cái gì đó ở bên trong. Đây. À, hai con. Quả cuối cùng này sẽ là gì đây? Đây, mình sẽ đập trứng ấp la, mình chiên trứng. Wow, quả đẹp nha. Quả này đẹp nha. Wow. Ờ, đẹp xỉu luôn á. Mấy đứa nhìn này. Wow, con này là nó màu tím nè, mà nó còn có gai nữa. Trời ơi, khủng long gai. Ôi, con này ngầu nhất luôn nha, trong ba con là thấy con màu hồng này ngầu nhất nè. Con này đẹp nhất. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món cuối cùng thì cái này tuổi thơ hả? Ủa sao tôi thấy cái này nó không giống tuổi thơ lắm nha. Giống hiện đại luôn á, cái này là đồ bơm xe đạp mà sao bơm bóng bóng bay vậy? Dạ, bên trong thì có rất là nhiều bóng bóng luôn. Có tặng kẹo. Thôi, nó sợ bóng bóng lắm luôn á. Sao mới sợ? Bóp nổ nè. Thôi, xin lỗi. Đừng gặp tôi. Thôi, không treo thôi mà. Rồi, bây giờ tôi chuẩn bị đi bơi nha các bạn. Đi thôi, let's go. Đây, Sammy mới mua tôi bộ đồ bơi. Đó. Đẹp không? Đẹp không? Xoay tròn.
đẹp chưa, đẹp chưa? Và bây giờ thì mình sẽ đi bơi nha, let's go, đi thôi. Ba giờ rồi. Chỗ này là sâu lắm nha Sam. Chỗ này là Sam không được bơi xuống nha, chỉ có Phong mới xuống được thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bơi rất là vô cùng đơn giản và thành công 100%. Ok. Nặng quá. Và đó là cách để bơi nha. Thành công 100%. Đi thôi. Tụi mình bơi xong rồi ba ướt hết như chục lột vậy đó. Phong tới đây không? Bơi xong rồi nhau cả nhà. Bye. Bye. Yeah, và ok, sau khi đi bơi về xong thì cũng là kết thúc một ngày của mình, một ngày chủ nhật vô cùng vui của mình luôn. Hôm nay mình đã nấu ăn, quay video cho bạn fan xem và buổi tối là đi bơi để giải trí các bạn ạ. Thật sự là buổi tối bơi cũng rất là vui luôn nha. Và video mình nghĩ rằng đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn nào mà muốn mình làm thêm những video về ngày chủ nhật của mình nữa thì đừng quên hãy comment mình xuống bên dưới và nhấn nút like cái video này nha mấy bạn. Và mình sẽ làm thêm nhiều những vlog vào ngày chủ nhật cho các bạn xem hơn nữa nha. Đó, và đó chính là ngày chủ nhật của mình, một ngày mà mình rất là yêu thích bởi vì mình có thể nghỉ ngơi và vui chơi thoải mái luôn. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt.